Đội cảnh sát hình sự công an của quận Ngũ Anh Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành truy xét và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Tường Vi, 30 tuổi, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, có hành vi đột nhập vào buộc nhà dân trên địa bàn để trộm cắp tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng. Cụ thể rằng sáng ngày 4 tháng 12, Vi đi bộ dọc tuyến đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Anh Sơn với mục đích tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp. Khi đi đến một ngôi nhà thuộc phường Hòa Hải, phát hiện cửa sổ tầng 2 đang mở nên đột nhập vào và lấy đi một túi sách của gia chủ, bên trong có 70 triệu đồng một đồng hồ dây da, một đồng hồ Apple Watch, một điện thoại di động iPhone X. Tổng tài sản giá trị gần 100 triệu đồng. Ngoài ra còn một sổ tiết kiệm trị giá 620 triệu đồng, cùng dây tờ tùy thân của hộ chủ được vi điện nguyên trong túi và đem vào một khu đất gần đó. Nhận được tin báo, công an quận anh Sơn đã tích cực vào cuộc và ngay lập tức bắt giữ được Vi tại nhà ở. Vì khai, do nợ nần nhiều, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên nảy sinh ý định trộm cắp.